Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Có một dải đất rìa chiến trường Ukraine, cách tiền tuyến 24-40 km, nằm quá xa khiến lựu pháo và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga khó có thể tấn công, trong khi lại đủ gần để các phương tiện phòng không di động nhắm vào các chiến đấu cơ của đối phương. Trong 2 năm đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, các lực lượng của Kiev không có vũ khí được tối ưu để tấn công khu vực phòng không này, nhưng Nga đã có, đó là UAV cảm tử Lancet. Những UAV nặng khoảng hơn 11 kg này, với mỗi chiếc có giá 35.000 đô la Mỹ, bay theo một vòng tròn hẹp, sử dụng các camera để quét cho tới khi phát hiện ra thứ gì đó phù hợp với hình dạng phương tiện của đối phương, sau đó chúng sẽ tiến gần và phát nổ. Các UAV Lancet đã tấn công hàng trăm phương tiện của Ukraine, trong đó có nhiều phương tiện phòng không giúp đẩy lùi các lực lượng phòng không của Kiev ra xa tiền tuyến và từ đó tạo nên một khu vực an toàn cho các chiến đấu cơ và trực thăng của Nga hoạt động. Giờ đây, đến lượt Ukraine bắt tay vào thực hiện điều này. Vào tháng 2 năm 2024, ngành công nghiệp UAV của Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một phương tiện tương tự Lancet có tên là Ram-2. Được Deviro sản xuất, Ram-2 không thực sự là một bản sao của Lancet. Thay vào đó, nó là phiên bản nâng cấp của UAV Leleka-100 đời cũ hơn của Ukraine. Ram-2 có tầm hoạt động 30 km với đầu đạn nặng 3 kg và tấn công trong phạm vi 1 m so với mục tiêu, theo công ty Deviro. Công ty này đã miêu tả UAV trên là mang tính cách mạng và dễ sử dụng. Các chức năng của Ram-2 tương tự như Lancet, có thể bay lảng vảng, quét và tấn công chỉ với một đầu vào tối thiểu từ một người điều khiển. Từ khi xuất hiện dọc tiền tuyến trong những tuần gần đây, Ram-2 bắt đầu gây thiệt hại cho các hệ thống phòng không của Nga. Chỉ trong một ngày 9 tháng 4, nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Perpetua đã ghi nhận 5 phương tiện phòng không của Nga mà ông tin là đã bị Ram-2 tấn công. Thật khó để nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch máy bay không người lái mới của Ukraine nhắm vào hệ thống phòng không của Nga. Trong khi hàng trăm ngàn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Ukraine tấn công xe tăng, xe chiến đấu và bộ binh của Nga trên tiền tuyến, còn các UAV tấn công tầm xa lớn hơn cũng như đắt tiền hơn của Ukraine di chuyển hàng trăm km vào trung tâm nước Nga để tấn công các căn cứ không quân và các nhà máy lọc dầu, thì UAV Ram-2 lảng vảng quanh khu vực phòng không ở giữa. Nếu các UAV này có thể đánh bại đủ số lượng hệ thống phòng không Nga, thì chúng có thể tạo cơ hội cho lực lượng không quân Ukraine làm điều tương tự UAV Lancet từng làm được cho lực lượng không quân Nga. Đó là dọn đường cho các máy bay ném bom, máy bay chiến đấu di chuyển về phía tiền tuyến ở độ cao lớn và thả bom lượn chính xác từ khoảng cách 40 km. Những quả bom lượn KAB là vũ khí quyết định trong năm thứ ba Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hàng trăm quả bom lượn KAB mà Nga thả xuống đã phá hủy vị trí của Ukraine và dọn đường cho lực lượng mặt đất. KAB thậm chí được ví như một vũ khí thần kỳ của Nga, trong khi Ukraine trên thực tế không có cách đối phó. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ukraine không có khả năng đáp trả. Lực lượng không quân Ukraine đã nhận được những quả bom lượn JDAM từ Mỹ, ít nhất là chúng có sức mạnh tương tự như KAB. Tuy nhiên, những quả bom lượn do Mỹ sản xuất đã cạn kiệt trong 6 tháng, từ khi Quốc hội Mỹ không thể thông qua gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng không quân Kiev cũng đã nhận được 50 quả bom lượn Hammer do Pháp sản xuất mỗi tháng và đã điều chỉnh các tiêm kích MiG cùng Sukhoi để vận chuyển chúng. 50 quả bom lượn của Pháp mỗi tháng không phải là nhiều khi Nga đang thả hàng ngàn quả bom KAB trong cùng thời gian. Tuy nhiên, nếu Đảng Cộng hòa nhượng bộ và cho phép bỏ phiếu về gói hỗ trợ mới của Mỹ, thì nhiều quả bom JDAM-R có thể đến tay Kiev hơn. Có thể đến lúc đó, Ram-2 của Kiev sẽ đẩy lùi hệ thống phòng không của Moscow và giúp chiến đấu cơ của nước này ném bom nhằm vào Nga một cách an toàn hơn, đồng thời có thể tiến hành gần như liên tục, giống như cách chiến đấu cơ của Nga ném bom Ukraine. Điện Kremlin từ cuối năm 2023 đã bắt đầu khai thác lỗ hổng của Ukraine trong hệ thống phòng không tầm xa bằng cách đẩy nhanh sản xuất bom lượn. Vào tháng 1 năm nay, theo hãng thông tấn chính thức TASS, các nhà sản xuất vũ khí của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các loại bom lượn mới, đặc biệt với việc không quân Nga đưa vào trang bị bom lượn 3 tấn FAB-3000, hứa hẹn sẽ tạo ra mối đe dọa chưa từng có đối với phòng tuyến vốn đã mỏng manh của Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Viktor Litovkin,
việc FAB-3000 được nâng cấp lên thành bom lượn và có thể dẫn đường bằng vệ tinh sẽ tạo ra một loại vũ khí tấn công tầm xa mạnh mẽ. Ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân FAB-3000 đã là mẫu bom có sức tàn phá khủng khiếp. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng trọng lượng của bom FAB-3000 sẽ ảnh hưởng đến tầm tác chiến của nó ở miền đông Ukraine. Dù vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn đối với không quân Nga khi họ có trong tay nhiều mẫu bom lượn khác như FAB-500, FAB-1000 và FAB-1500. Chỉ riêng những quả bom nặng hơn 1 tấn cũng đủ sức công phá các điểm phòng thủ kiên cố của Ukraine. Đối với bom FAB-3000, có thể không quân Nga sẽ sử dụng một cách có chọn lọc. Lực lượng không quân Nga gần như không tham gia vào nửa cuối năm đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Điều này đã tạo điều kiện giúp lực lượng phòng không Ukraine phục hồi sau cuộc tấn công ban đầu của Nga. Điều này đã tạo ra một nguy cơ đối với các phi đội chiến đấu cơ Nga nếu muốn tấn công lực lượng Ukraine dưới mặt đất. Trong khi đó, không quân Nga không phát triển nhiều hệ thống vũ khí tấn công tầm xa như phương Tây. Bài toán về thiếu vũ khí dần được thay đổi vào cuối năm ngoái, khi không quân Nga bắt đầu trang bị những quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh nặng từ 500kg đến hơn 1 tấn. Về cơ bản, Nga xây dựng kho bom lượn của nước này dựa trên chính kho bom lượn thông dụng không điều khiển sẵn có thông qua bộ mô-đun chuyển đổi. Phi công tiêm kích bom Su-34 của Nga hoàn toàn có thể thả bom lượn cách mục tiêu hơn 40km, tránh xa tầm phòng không của Ukraine. Chỉ với vài quả bom nặng hơn 1 tấn, một cứ điểm của Kiev đã bị săn phẳng. Ném bom lượn hiện là một chiến thuật tiêu chuẩn của không quân Nga và là chìa khóa cho bất kỳ chiến dịch tấn công nào của Moscow ở miền đông Ukraine kể từ cuối năm 2023. Hàng trăm quả bom lượn được thả hàng ngày đã săn phẳng những gì còn sót lại của Avdiivka, một cứ điểm quan trọng của Ukraine ở Donetsk, và buộc lực lượng Kiev phải rút lui vào giữa tháng 2 năm 2024. Binh lính thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc rút lui của lực lượng ở Avdiivka cho biết những quả bom này phá hủy hoàn toàn mọi phòng tuyến. Nhưng cuộc ném bom lượn không kết thúc ở Avdiivka. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gariliuk, Nga đã thả 3.500 quả bom FAB-500, FAB-1000 và FAB-1500 chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Tướng Gariliuk cho biết, con số này nhiều gấp 16 lần so với số lượng bom lượn mà Moscow đã thả vào năm ngoái. Trong một cuộc họp báo hôm 27 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga đã thả 700 quả bom lượn ở Ukraine từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3, tức là chỉ trong 6 ngày. Ngoại trưởng Ukraine cho biết, lợi thế chính của Nga trên chiến trường hiện nay là việc sử dụng rộng rãi loại bom này, đồng thời nhận định chúng cho phép các lực lượng của Moscow phá hủy các mục tiêu trong các cuộc tấn công và tiến qua những đống đổ nát. Các cuộc tấn công vào khoảng thời gian đó còn bao gồm 190 tên lửa các loại và 140 UAV Shahed, khiến cho hệ thống phòng không Ukraine khó có thể đối phó. Bom lượn đã bắt đầu xuất hiện vào năm ngoái, nhưng được tăng cường sử dụng từ đầu năm nay. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho hay trong một đánh giá vào tuần trước, các lực lượng của Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn dẫn đường và không dẫn đường vào các vị trí ở tuyến sau và tiền tuyến của Ukraine năm 2024. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng nêu ra việc triển khai các cuộc tấn công bom lượn trên quy mô lớn đã góp phần mang đến hiệu quả chiến thuật cho Nga trong nỗ lực giành Avdiivka vào giữa tháng 2. Nga có nhiều loại bom lượn khác nhau trong kho vũ khí, trong đó bao gồm một số loại nặng hơn 2.700kg. Khi được phóng, những quả bom lượn này nhanh chóng lao về phía mục tiêu. Các chiến đấu cơ thả chúng từ xa đồng nghĩa với việc Nga có thể bảo vệ các tiêm kích của mình trong khi tiến hành tấn công. Ông Kuleba cho rằng, phòng không mạnh mẽ trên tiền tuyến sẽ cho phép quân đội chúng tôi không chỉ không mất thêm lãnh thổ mà còn buộc Nga phải rút lui. Cách duy nhất để đối phó với chiến thuật này là bắn hạ các chiến đấu cơ thả những quả bom này, đòi hỏi phải có đủ số lượng hệ thống phòng không hiện đại trên tiền tuyến. Ukraine tuyên bố đã thành công bắn hạ một số máy bay ném bom của Nga, đặc biệt là Su-34. Dù vậy, nước này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng đạn dược và các hệ thống phòng không. Với việc gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn bế tắc tại Quốc hội, mặc dù đã có một số dấu hiệu tiến triển, Kiev đang cạn kiệt các hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot mà nước này cần để bảo vệ tiền tuyến và các thành phố khỏi bị tấn công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, nếu hệ thống phòng không Ukraine suy yếu, điều này sẽ cho phép Nga tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn trên quy mô lớn và thậm chí có thể cho phép các lực lượng của Nga tiến hành các chiến dịch trên không thường xuyên nhằm vào các thành phố và tuyến hậu cần của Ukraine với sức tàn phá khủng khiếp. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh,
các chiến dịch trên không mở rộng có thể cho phép các lực lượng của Nga làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu của Ukraine và cô lập các khu vực chiến trường để hỗ trợ nỗ lực đạt được những thành quả đáng kể. Ngày 27 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cần có thêm từ 5 đến 7 tổ hợp phòng không Patriot. Ngoại trưởng Kuleba cũng đưa ra lập luận kêu gọi tăng cường hỗ trợ hệ thống này. Ukraine hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần như mỗi ngày. Patriot nên được đặt ở đây để bảo vệ mạng sống của con người, chứ không phải ở những nơi mà mối đe dọa tên lửa bằng không. Hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine là Patriot do Mỹ sản xuất, có tầm bắn xa lên tới 144 km về nguyên tắc có thể bắn trúng máy bay ném bom Nga trước khi chúng thả bom, nhưng chỉ khi các đơn vị Patriot được bố trí sát tiền tuyến. Hôm 9 tháng 3, khi một máy bay không người lái của Nga phát hiện một đoàn xe Patriot cách tiền tuyến phía đông hơn 30 km, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy hoàn toàn đơn vị Patriot trên, gây ra tổn thất nặng nề cho phòng không Ukraine. Ukraine đã rút lực lượng phòng không còn sót lại của nước này cách xa phòng tuyến, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc không thể ngăn chặn Nga tiếp tục sử dụng bom lượn. Trong khi đó, Moscow đã nâng cấp bom lượn của nước này với tầm tấn công mở rộng từ 40 km lên hơn 60 km. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!